bớt chin su bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Được. Các bạn chỉ còn 5 phút để tập thôi nha. Chị ơi, em mới hỏi tên à, chưa xong. Mới hỏi tên à. Trời ơi, thằng bé tên Ly. Thật à Phan? Thật à Phan. Hay dài. Hay quá. Hay quá. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt thấy từng bước. Cô là những bao mà không được cứu. Còn tôi đặt sẵn đây luôn, thạch dừa. Hai, ba. Chúng tôi không có lỗi. Chúng tôi không có lỗi. Chúng tôi không có lỗi. Thôi mẹ anh, nhận lỗi đi. Đúng chiều lắm. Chúng tôi chỉ yếu kém. Chúng tôi không sai. Chúng tôi không có kỹ nha. Chúng tôi không sai, ban tổ chức sai. Hai, ba. Chúng tôi không sai, ban tổ chức sai. Đây là thử thách tiếp theo của các bạn để giành được chìa khóa thứ hai. Cứu Mỹ Nhân. Mỹ Nhân thì bị cứu bị cực ha. Một chìa được rồi chị ơi. Không biết là mà con thắng Mỹ Nhân này biết là như thế nào mà không biết là hấp dẫn cỡ nào mà khó khăn quá. Ráng làm đi, tắm đi vui đi. Ráng làm đi anh em ơi. Tại sao vậy? Trời ơi, cơm mà thấm. Đúng là cơm mà thấm khó lắm, không như cơm mẹ thì ngồi xuống ăn. Bởi vì ở trong cái hành trình này các bạn là những người hùng, cho nên hãy tỏ ra mình là những người hùng thật sự đi nè. Đây. Bây giờ là thử thách tiếp theo của các bạn. Thử thách này có tên là Hòa cùng giai điệu ngũ âm. Wow. Và để cho hỗ trợ các bạn thì chúng tôi đã mời đến đây các thành viên của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Khmer trường đại học Trà Vinh. Như các bạn biết là âm nhạc của đồng bào ở đây cũng mang một cái màu sắc rất là đặc biệt, đó là nhạc ngũ âm như các bạn đang thấy ha, với những cái nhạc cụ truyền thống. Và một chút nữa thì chúng ta sẽ được nghe giới thiệu về nhạc cụ này sau. Còn bây giờ thì các bạn sẽ nghe một cái giai điệu khá là quen thuộc đối với chúng ta. Ngũ âm đó anh. Khá là quen thuộc luôn. Tiếng Việt nó có tên là cây muỗng. Yeah. Thử thách của các bạn là một chút mỗi người sẽ phải phụ trách một cái nhạc cụ. Và sau đó 6 người các bạn sẽ phải phối hợp lại với nhau để đánh cho ra giai điệu. Chọn đi. Bây giờ các bạn sẽ phải làm dễ nhất. Đánh nhẹ cái đi. Dạ, đánh. Xin mời lần lượt từng nhạc cụ các bạn solo từng cái. Solo đi ạ. Cái này nó cajun ha. Ôi cái đó khó đó. Khó, nó khó nhất. Cái đó là nó có nốt. Có nốt đó. Ô này hay nè. Dính như hồng rồi. Hỏi em Lâm ơi. Xin vĩnh biệt cụ Lâm ơi. Ê, chữa lành. Cà rem. Đó, em xíu cái đó. Ôi, đẹp quá vậy, nghe đã vậy. Hay quá hả? Nghe thật ngon à. Ngon quá. Kịch tính, đúng rồi. Một bạn ơi, giới thiệu lần lượt từng anh sao mà sao? Dạ, xin giới thiệu đây là dàn nhạc ngũ âm ạ. Và gồm có 10 nhạc cụ. Thứ nhất là Skothum, đó là trống lớn. Dạ. Thứ hai là Runet Thung. Thứ ba là Runet Ek. Thứ tư là Runet Đẹp. Thứ năm là Sompo. Nhạc cụ tiếng Việt thường gọi là đàn thuyền ạ. Còn đây gọi là cái kèn. Kèn. Sroi. Dạ, còn đây là gọi là còng ạ. Còng. Còng. Hai cái còng. Còng lớn và còng nhỏ. Hai cái còng hả? Dạ. Còng. Hai cái còng hợp với còng. Hai còng ok lắm. Trời ơi, nó giống gần không được. Đây còn gọi là chừng. Chừng. Chừng là em á. Chừng. 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 Dạ đúng rồi. Chẹp chẹp cái chừng. Chừng. Ủa? Ok. Rồi. Ô. À, bây giờ là ca khúc Sweetanty ha. Xin mời về nhà. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nghe như sắp ly vậy. Tập trung nghe. Cái bộ lắng ạ. Anh cho nhớ. Mẹ đi. Anh chống rồi kia cho. Cô chống này cho. Thank you.
mình chỉ cần đánh để nghe ra đúng cái giai điệu đó là được rồi. Và tôi sẽ mời một bạn đại diện cho dàn nhạc chấm điểm xem là có nghe đúng giai điệu không. Nói chưa rồi, chị nói gì dễ lắm vậy. Rồi rồi chơi. Rồi và bây giờ là thời gian để mà các bạn đi vào và có thể chọn nhạc cụ, đồng thời là sẽ nhờ người hướng dẫn cho mình ha. Xin mời các bạn. Có chọn ông trống này ạ. Anh ơi, ông trống này ông gõ cái thùng bên đây không anh ơi. Anh mượn cái lưu cũng được. Anh nói vậy còn cười mà. Thì đó, hiểu nào. Em lên lấy cái kia. Rồi vô. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Em này đúng không? Đúng rồi, cho em cái đó đi. Cái này khó anh, khó anh. Rồi vô. Dạ rồi. À, ta 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 ta. Đúng không? Rồi. Em có thể cho anh cái này được không? Em có thể chỉ cho anh được không? Cái này là đồ re mi fa sol la si đúng hay sao? Đúng không? Rồi. Rồi anh vô nha, anh vô nha. Em cho anh thử nha. Liên tục vào, em liên tục vòng thôi đúng không? Các bạn chỉ còn 5 phút để tập thôi nha. Bùm bùm được. À, cho anh cái này đi. Được không? Được không? Giờ không biết nhạc đâu. Chị ơi, em mới hỏi tên nè, chưa xong. Mới hỏi tên nè. Trời ơi, thằng bé tên Ly. Chị nói chưa? Chị ơi, cho nó chị ơi. Ấy chim xuống đầu tụi em. Nhiễu chị ơi. Chị thêm mấy cái nón giùm chị đi. Thêm mấy cái nón của em. Em tưởng nó mưa bây giờ. Quá trời nhiễu luôn. Bây giờ này đúng ra là chim nó đi rồi. Cái lẽ là mấy chim đi lại bắt đầu. Bữa nay có mấy chim off. Bình thường giờ này là chim nó đi hết rồi mà sao? Bữa nay có mấy con off ở nhà nghỉ. Chip. Bây giờ tôi xin mời đại diện của đoàn nghệ thuật Hai Ngàn Đêm có muốn nói gì không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi về đây là chúng tôi gặp lại những nhạc cụ chúng tôi đã chơi từ thuở nhỏ. Đúng. Trước khi chúng tôi chơi, chúng tôi biểu diễn solo từng cái cho bà con đúng xem. Rồi. Ê, đây xin giới thiệu nhạc công. À Thạch ở Hiếu. Yeah. Đây là Thạch ở Rít. À Sơn. À, đây là Sơn Kỳ Tuấn. Đây là Kim Thạch Mộc Thông. Dạ, đây là để em chơi hai nhạc cụ ngày hôm nay. Em xin trình bày 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Đó này. Làm mấy ảnh cười vô mặt kìa. Cái đó là sao đỏ đó. Đúng rồi, sao đỏ đó. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Sao nghe gì ta? Dạ, đây là cụ thứ hai của em ngày hôm nay luôn. Ủa, hai cái luôn hả? Hai cái, em chơi hai cái luôn. Em chơi xong cụ. Là em nữa. Dạ. Ôi đúng rồi. Đây là Kim Kim Quy. Cái gì Kim Mộc Liêu Thanh Hổ vậy? Đúng rồi. Hey. Ủa, đây là em. À, Thạch A Phan. Thạch A Phan. Hay dài. Hay quá. Hay quá. Hôm qua em tới chưa ổn mẹ thật thấy tôi bước nữa. Cung là như bao mà không được cốt. Còn tôi đặc sản đây luôn, thạch dừa. Còn bây giờ các bạn đã tự tin chưa? Các bạn có cần phải phối hợp với nhau thử một lần không? Dạ. Chơi luôn đi à. Chơi luôn. Thật ra thử luôn nghe rồi thôi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn 3 cơ hội nha. Chỉ cần 1 trong 3 cơ hội đó mà dàn nhạc
chúng ta đồng ý cho các bạn qua thì các bạn sẽ được qua nha. Và bây giờ là ca khúc Space Jam qua phần biểu diễn của ba ngày, 2 ngày 1 đêm. Địa chỉ là sao đây? Được, bắt đầu mời khán giả vỗ tay ạ. Đây nè, nghe tiếng mưa đầu tiên nè. Ủa vô hả? Chưa đúng bài lắm. Nó chưa đúng bài là phải chơi lại đúng không Đạt? Dạ đúng rồi. Bây giờ dàn nhạc ở bên ban nhạc Khmer của mình, tôi đề nghị các bạn khó lên nha. Mình nghiêm túc lên bởi vì đây là nghệ thuật, mình không dễ dãi với nghệ thuật được nha. Lần thứ 3 xin mời ban nhạc ngày một đêm. Khó quá. Khó quá. Đúng rồi, melody thôi. Chép liền mà. Đánh đẹp mấy anh em ơi. Melody còn không thuộc nữa, nó teo. Rồi bây giờ lần cuối đi, bắt đầu đi ạ. Nghe bắt kim thang cà lam đứng đỡ rồi. Máu nghe bắt kim thang cà lam đứng đỡ rồi. Em là chuyện gì chính á? 2, 3, vô đi, vô đi. Vô, vô đi. Vô, 2, 3. Vô, hoài luôn.
sau tiết mục biểu diễn thì dàn nhạc cảm thấy nhức đầu, khán giả thấy sao? Nhức cái đầu. Mệt quá. Có nghe ra được không ạ? Có hay không ạ? Có dở không ạ? Dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi. Cũng mời ban nhạc các bạn có thể nhận xét một chút về chuyên môn đi ha. Mấy anh đánh melody cũng nhanh, nhất là anh Lê Dương Bảo Long thời kèn rất là nghe là cuốn luôn. Trời ơi. Dạ, thổi cho mấy con gắn nó múa. Nhưng mà chưa hoàn thành được cái bài. Như vậy là ở cái thử thách này trời, các bạn ơi, không hoàn thành được rồi. Không cứu được công chúa rồi. Trời ơi. Cứu tiền của công chúa đi. Rồi, rồi bây giờ các bạn sẽ phải chịu hình phạt. Xin mời tất cả các bạn đứng lên. Rồi. Xin mời biên tập vào rip hình phạt đi ạ. Dạ, chúng trái coi lên. Một. Hộp. Ủa thuận chân nào? Hộp. Ủa? Không, một giờ đó, quy định với hộp. Có một giờ mà chứ không được coi chân trái đâu. Trái hoài. Và vừa đứng như thế này các bạn phải vừa hô to 10 lần chúng tôi xin lỗi. Này bị ép mình á. Bị ép mà. Bị hình phạt mà. 2, 3. Chúng tôi không có lỗi. Chúng tôi không có lỗi. Không có lỗi thì đứng tôi không có lỗi. Thôi mẹ anh nhận lỗi đi. Hả? Chúng tôi chỉ yếu kém. Chúng tôi không sai. Chúng tôi không có kỹ nha. Chúng tôi không sai, ban tổ chức sai. 2, 3. Chúng tôi không sai, ban tổ chức sai. Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Chúng tôi không chỉ ra đường, thông cảm đi. Cái này người ta học cả đời, người ta học được. Đúng rồi. Tụi mình học mấy phút sao mà học được. Đâu mà hối. Thôi, chị vô chị đánh đi chị ơi. Mời chị, thôi chị. Ê, kiếp đi tập đánh em ơi. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không nỗ lực kho lại mỗi lần. Chúng tôi không trễ, ban tổ chức trễ. Không. Chúng tôi không trễ, ban tổ chức trễ. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không nỗ lực. 2, 3. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không nỗ lực. Rồi hình phạt này có vừa ý khán giả chưa ạ? Đúng. Chưa nữa hả? Vậy chúc tổng phạt tiếp nha. Khán giả thương nhà cách ghê ha. Trời ơi. Bây giờ sẽ là lúc các bạn nhận được 2 chiếc chìa khóa và chúng ta sẽ đi cứu 2 người đẹp. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không cần công chúa. Trả hình này chúng tôi vui rồi. Vui rồi. Rồi, xin mời các bạn ạ. Đi đi em. Ủa? Lại đây. Đây. Wow. Trời ơi. Trời ơi, công chúa nè. Anh Giang. Trời ơi. Công chúa. Trời ơi. Bây giờ thì thay mặt cho ekip 2 giờ 1 đêm xin được cảm ơn câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Khmer trường đại học Trà Vinh với những cái tiết mục các bạn đã mang lại sáng nay ha. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ là lúc dàn cast đi cứu người đẹp. Xin mời các bạn di chuyển. Yeah. Xin mời đại diện của đoàn nghệ thuật 2 ngàn đêm có muốn nói gì không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi về đây là chúng tôi gặp lại những nhạc cụ chúng tôi đã chơi từ thuở nhỏ. Đúng. Trước khi chúng tôi chơi, chúng tôi biểu diễn solo từng cái cho bà con đúng xem. Đúng rồi. Ê, đây xin giới thiệu nhạc công. À Thạch à Hiếu. Yeah. Đây là Thạch à Rít. À Sơn. À đây là Sơn Kiều Tuấn. Đây là Kim Thạch Mò Thông. Dạ đây là để em chơi 2 nhạc cụ ngày hôm nay. Em xin trình bày 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 2. Nghe nghe nghe. Đó này, đó này. Lâm, mấy ảnh cười với mặt kìa. Cái đó là sao đỏ đó. Đúng rồi, sao đỏ. Đó. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2